SHOP MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Vừa rồi cả nhà mình đã lướt qua một số các cái sản phẩm mà bên em đang bán cả nhà ha. Thì em vẫn chủ yếu là bán MD, đầu MD, đĩa MD, đầu DAT, băng DAT, đĩa CD cả nhà ha. Các cái bộ chuyển tín hiệu. Thì với cái đĩa MD thì cả nhà mình không lo là thiếu đĩa nha. Đĩa lúc nào bên em cũng có vài ngàn cái đĩa MD để phục vụ cả nhà mình. Đặc biệt là em trước Tết em về một lô đĩa MD nguyên siêu. Đĩa nguyên siêu là đĩa chưa sử dụng cả nhà ha. Đối với các cái đĩa mà ở trong còn trong lốc thì em bán là 60.000 cả nhà ha, chỉ có 60.000 thôi. Còn những cái đĩa mà nó bị rớt ra, bị bay khỏi cái lốc, bị bay cái lớp siêu thì nó vẫn còn siêu của từng đĩa như thế này thì em vẫn bán chỉ có 50.000 cả nhà ha, chỉ có 50.000 thôi. Đặc biệt là em về được khoảng chừng 40 cái đĩa Sony ES cả nhà ha. Đây là những cái đĩa mà cũng nguyên siêu nhưng mà nó bị mất cái lốc siêu ở ngoài. Mất cái lốc siêu, đĩa này em cam kết là đĩa mới hoàn toàn ha. Còn đầy đủ tem, còn đầy đủ nhãn cả nhà ha. Thì những cái đĩa này bình thường một cái lốc 5 của nó thì em bán là 250 một đĩa, một lốc 5 là 1.250.000. Tuy nhiên mà với những cái đĩa mà nó bị mất cái lốc ở ngoài, mất cái siêu lốc ở ngoài thì em sẽ bán cho cả nhà mình với giá chỉ có 200.000 một đĩa thôi. Và em cũng không có nhiều ha. Ở đây em còn khoảng chừng hơn 30 đĩa, khoảng 30 đĩa cả nhà. Rồi, mà em sẽ lướt qua những cái sản phẩm mà em đang có hàng để cho cả nhà mình có thể theo dõi ha. Thì đầu năm mới kính chúc cả nhà mình sức khỏe bình an ha và vạn điều may mắn. Tiếp tục ủng hộ shop MD Sài Gòn ạ. Thì em sẽ đi lần lượt tất cả các cái sản phẩm mà bên em đang có ha, để cả nhà mình cần thì có thể liên hệ với em. Và đây là các cái chồng đĩa CD cả nhà ha. Trong đó có CD nhạc vàng trước 75 nè. Đây là CD của trung tâm Audio Space cả nhà ha. Hàng chính hãng, hàng đĩa gốc. Hoặc là các cái đĩa mà được ghi lại cả nhà ha. Của các cái trung tâm Thúy Nga hoặc là Asia. Đây là kệ đĩa MD cả nhà ha. Tất cả các cái chương trình MD cả nhà mình cần cái chương trình nào thì cứ liên hệ với em. Em sẽ ghi cho cả nhà mình. Trong cái khuôn khổ của cái kệ của em thì em chỉ ghi được một ít thôi, không có ghi được nhiều. Nếu cả nhà mình cần ghi bất kỳ một cái album nào qua MD, đĩa MD với những cái đĩa mà như thế này em đang bán cho cả nhà mình với giá chỉ có 50.000 thôi. Và những cái đĩa này thì cả nhà mình mua 10 đĩa thì em sẽ miễn phí ship cho cả nhà mình ha. Trong đó đã ghi nhạc đầy đủ. Hoặc nếu cả nhà mình muốn ghi chọn bài thì tiền công để mà đánh lead để mà ghi bài thì nó sẽ khoảng 5.000 một bài cả nhà ha. 5.000 một bài. Dạ. Nếu mà ghi yêu cầu cả nhà ha. Dạ. Rồi đó là đĩa MD ha. Một cái dòng mà em cũng hay kinh doanh bán nữa đó là các cái bộ chuyển tín hiệu cả nhà ha. Hàng cao cấp của Luckman, chuyển tín hiệu loa nè, chuyển tín hiệu AV cả nhà ha. Từ đồ hàng bình dân cho tới hàng cao cấp. Hoặc các cái bộ chuyển tín hiệu đa nhiệm cả nhà ha. Vào 3 ra 4 và 4 ra 3. Đó là các cái bộ chuyển tín hiệu cả nhà. Chuyển tín hiệu ha. Giống như đây các cái bộ chuyển tín hiệu này ha. Những cái bộ chuyển tín hiệu Victor này vào 3 ra 1 này nó rất là rẻ tiền cả nhà ha, chỉ có 600.000 à. Hoặc là các cái bộ chuyển tín hiệu của Audio Technica này cả nhà ha. Audio Technica, bộ này là vào 4 ra 1 1.5 triệu nè ha. Và các cái đầu MD, đầu DAT. Rồi, các cái bộ chuyển tín hiệu mà rẻ tiền á, mà bình dân á, nó nằm ở đây. Thì các bác nào cần thì cứ liên hệ với em sẽ gửi mẫu cho mình chọn ha. Giá nó từ khoảng từ 500 đổ lại thôi. Những cái đồ này là đồ rẻ tiền, đồ nó bình dân. Rồi, ở bên đây là các cái đầu MD cả nhà ha. Đầu MD. Đầu đây là đầu CD Marang 17DA ha. Hoặc là đầu giải mã NA7004 cả nhà. Ở đây là các cái con hai con cassette ha, KA3S dòng đời mới cả nhà ha. Đây là các cái đầu của Pioneer gồm có đầu CD và đầu MD cả nhà ha, CD MD. Các cái đầu 3-in-1 của Sony cả nhà. Đây là đầu 3-in-1 ha, 3-in-1 của Sony, của Marantz. Gồm có CD, MD và giải mã cả nhà ha.
Ngoài ra còn có các cái sản phẩm như là đồng hồ ha, các cái đồng hồ của Nhật cả nhà. Các cái đầu như là 8006 nè, 6005 nè, 8004 nè ha. Hoặc là 1650 RE, những cái con này em bán giá nó cũng rất là tốt cả nhà ha. Theo em các cái clip mà em đã đăng giá rồi thì nó khoảng 19 triệu cả nhà ha. Rất là rẻ, giá rất là tốt. Bên đây là CD Denon S10 35 mã limited nè. DVD 5000 ha. Con này giá nó dưới 10 triệu cả nhà. DVD 5000 em đang có hai con cả nhà ha. Hoặc là DVD Pioneer S9 cả nhà ha, S9. Ở đây em có một cái âm ly Boston Audio chuyên hát karaoke ha, PA 1000. Con này là huyền thoại cả nhà ha, giá hiện tại cũng rất là rẻ. Có cả remote kèm theo cả nhà ha. Hoặc là ở đây em có hai cái âm ly ha, một cái âm ly là 1500R và 1500R 25 mã ha. Con này 9 triệu rưỡi có remote zin, con này 10 triệu rưỡi có remote zin nè ha. Hoặc là 1500 RE cả nhà, giá cũng rất là tốt. Những cái con này hoặc là S10 25 mã ha. Những con này thì em đều đã có clip giới thiệu đến cả nhà mình rồi. Bất nào cần thì liên hệ với em sẽ gửi cho mình cái clip. Đây là các cái băng cối cả nhà ha. Đây là những băng cối được ghi ra từ các cái băng gốc cả nhà. Giá của nó dao động từ 6 đến 800 cả nhà ha. Băng cối. Và đây là các cái equalizer các đời cả nhà ha. R7 nè. EQ3000 nè ha cả nhà ha. C-Victor C từ C40 60 đến C70 80 cả nhà ha. Sony SLQ11 vân vân. Đó thì cả nhà mình giới thiệu để cả nhà mình có tiện theo dõi ha. Ở đây thì em có băng đát cả nhà ha. Băng đát. Đây là các cái băng đát băng DAT nguyên siêu cả nhà ha. Loại 90 phút nè. Loại 120 phút cả nhà ha. Ở cá biệt thì có em có mấy cái băng 46 phút ha, ngắn ngắn cho cả nhà mình chơi. Đó. Bác nào cần cứ liên hệ với em. Ở đây là đĩa MD cả nhà, đĩa MD. Rồi. Bên này là các cái đầu giải mã ha, N50 cả nhà ha, N50 AE. Con này là con hàng Việt Nam dựng nè. Các cái đầu MD như là con S10 DMD S10 ha, MD S10 hết số của Denon ha. S10 35 mã limited là đầu CD cả nhà ha. Hoặc là đầu giải mã N70A cả nhà ha. Các cái đầu MD như là GA50 ha, GA365 màu đen, GA365 màu vàng. Các cái đầu giải mã của Tic ha, từ 50301, 501, 503, 505. Đầy đủ cả nhà. Rồi. Các cái đầu MD giá rẻ khác ha. Những con này có giá từ 3 triệu, 3 triệu rưỡi thôi cả nhà. Tech 5MK2 cả nhà ha. Hoặc là đầu cassette Sony nè. TC7K con này khoảng 6 triệu cả nhà ha. Dạ. Rồi các cái đầu đầu DAT ha. Đầu DAT như là ZA5 ha, như là 59ESG nè. Như ZE700 ha. Đây là các cái đầu DAT cả nhà, đầu DAT. Các cái đầu MD như là JB940 nè, JB920, JB930. Em có đầy đủ cả nhà ha. Đầu đát 77S màu vàng cả nhà ha. Các cái đầu MD của Denon nè. Ở phía dưới này là các cái đầu đát 77S cả nhà ha. 77S màu đen nè, đẹp như mới ha. Hoặc là 57S. Ở đây là 59ES cả nhà ha. Dưới này là một con BM380 đầu 3-1 màu đen ha của Marantz. GA30ES cả nhà. Đây là một sáu đầu đát Denon ha, DTR2000G, EQ CV7 nè. Mình có Sensui SE9 cả nhà ha, cassette Pioneer D7, TD7, các cái đầu MD cả nhà ha, MD của Sony CE700, hoặc là các cái dòng rẻ rẻ tiền có giá trong cái tầm giá 3 triệu cả nhà ha. Thì đây. Những cái con này có giá 2 triệu rưỡi, 2 triệu 8 cả nhà ha. Rồi. Phía bên này đó là các em đầu MD Denon ha. Giống như con MD Denon 800 này có giá 2 triệu 2 cả nhà ha. Hoặc là 1600AL thì giá nó cũng khoảng từ 7 triệu đổ lại cả nhà. Đây, 1600AL, tất cả là đầu đẹp keng hoạt động hoàn hảo cả nhà ha.
đẹp kem hoạt động hoàn hảo. Các cái đầu 3 trong 1 của Tascam ha, dòng chuyên nghiệp professional ha. Ở đây là các cái đầu Sony, MD Sony có cổng xuất âm ba lăng cả nhà. Đó. Thì dạo một vòng để cho cả nhà mình nắm được là em đang có những cái mặt hàng này. Và nếu mà bác nào quan tâm thì có thể liên hệ với em nha. Liên hệ với em. Có rất là nhiều clip ở trên YouTube của em báo giá cho cả nhà mình rồi. Thì cả nhà mình cần thì có liên hệ với em. Đầu năm sẽ có giá tốt cho cả nhà mình nha. Rồi, em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi clip ạ. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn cả nhà mình ạ.